もドラマの中に。Chạy ra mình mua bông về để cắm nha. Bây giờ bà ngoại sẽ cắm bông. Bà hai đeo đồ bảo hộ kìa. Chứ lúc nào chạy đeo. Xin thịt mua ở đâu? Xin thịt. Ừ. Có đâu con mua ngoài chợ á. Mua ngoài chợ mà. Này phải có cái kẽm đó con, quấn thì nó để được lâu lắm. Nó không bị gục á. Còn mình quấn kẽm là nó gục. Mình có cái ấy thì bỏ nước vào đây nó không có cứng rồi. Đó là em có nước thuốc kìa, để chút cắm xong rồi em mới đi lấy nước thuốc em cho rồi. Xong rồi. À, tuổi sao tôi biết. Nó bụng xíu vô rồi. Này là sinh nhật của Juni tròn 10 tuổi. Năm nào sinh nhật cũng ngay lúc dịch bệnh hết trơn. Thành ra năm nay cũng làm trong gia đình thôi. Năm ngoái hứa là năm nay sẽ làm này, mời mọi người qua. Nhưng mà năm nay dịch còn hơn năm ngoái nữa. Thành ra là không mời được ai luôn. Nhà mình sẽ ăn món lẩu tôm để mừng sinh nhật bé Juni. Đây bà cố qua. Trời ơi, cái gì cái vậy? Bà hai mới đưa rồi. Ơi. Thôi bà hai đưa rồi. Thôi. Bà cố đưa từ từ. Bà cố đưa được cầm nữa đi. Lại cầm đi. Bà cố phải đích thân của cô luôn. Bỏ vô cái bao rồi. Không, bây giờ phải thông minh học giỏi thôi. Thông minh học giỏi. Ăn ngoan trong lớn, thông minh học giỏi. Giờ nó lớn hơn con luôn rồi. Ôi trời ơi. Đâu rồi, của bà hai đưa cho Ni đi đâu. Không nhìn thấy chị, hôm nay thấy chị là như là con cá. Nè, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Học giỏi. Học giỏi thông minh mau lớn đó nha. Rồi bỏ vô đó được. Này nhà mình ăn lẩu tôm. Cái đồ mấy chiếc này đó. Cái món tài được không vậy? Ta đi qua ăn cơm. Chị lên được mấy ngày rồi. Chị lên được hôm nay rồi. Happy
Happy birthday, happy birthday to you. Có một bài happy birthday. Okay. Bà ngoại lì xì trước cho Yuna. Bà ngoại lì xì cho con luôn nè. Đấy, có con heo học giỏi thông minh. Heo ra đây coi. Heo đâu ra có vậy? Thì em tìm mấy cái của Yuna là con gì? Con hả? Mấy cái bà lì xì. Đưa lại. Đến kia là biết đi lên quá. Để ba mẹ hồi đưa sau nha, ăn trước đi. Mẹ hồi đưa sau nha. Năm nay là không có quà, chỉ có lì xì cho em thôi chứ khỏi. Không có quà. Em thích bổng heo. Em thích nuôi heo. Em thích heo mập. Rồi thôi giờ mình ăn đi. Ăn trước đi, nộp lỗ phí xong nha. Mua đến đâu? Máy lộ. Máy lộ. Máy lộ. Máy lộ. Nó siêu học rồi đó. Đúng rồi. Chết luôn. Để đến bữa qua đây cầm học. Để đến bữa 12 giờ đêm rồi nha. Cha đi tắm cha học luôn. Nè nước rồi, nè nước nha. Nè, nè. Có. Rồi nè. Hôm nay bà ngoại bóc chó xong rồi bắt bà ngoại đi rửa tay xong thôi lại giờ là bóc tôm ăn tiếp. Tại đâu bóc chó ở đâu? Nhưng mà sao bóc cứng? Nửng cái đầu nó mà kêu không bóc. Đó. Em mật không? Mật như này. Dạ, mật được. Rồi cho thịt bò vào đi. Còn thịt bò với mật nữa nha. Cái gì nè? Ăn mất nước giờ nay, nước miếng gì đã. Ừ, không. Thịt bò cho. Bỏ đồ mới vô hoài, thịt bò đi. Bỏ tay đi anh. Bò của nó chín rồi. Nè, bóc cho bà bóc. Nè, bà lộn. Cái gì nha? Để chừa nước ở trong này cho. Mình ngon rồi. Mang bùa đi hả? Mới dọn cái sớm, nó sắp bảy nổi rồi. Mai mốt có mua gì hai chín. Bà mua cái ông, hai ba người tới mua. Mày nhiều cái trái, trái gì. Trời ơi. Là ngôi đầu tiên. Con 2 kg là khai rồi tới mua. Bà mới nói là đây khách quen không à. Nói không á. Là bác được đó. Ừ. Là mình biết là cái mày không phải là nó. Cái ông nó nói rồi. Mà không biết đi lại đi mua. Đi chỉ lại. Cái gì ngon mà. Thử thôi, cái mệt cái... Bây giờ đi xa quá, cái khách quay ra, cái viên kia đi chưa? Cái gì nhỏ nhỏ, bớt đi thôi, bớt nè. Thằng giấy hợp đâu quá, thằng giấy đâu mà. Đập có để cái không, thằng giấy đâu. Cái gì nữa không? Thuốc gì vậy? Cái này, thì lấy mấy viên kia cho con với Nguyên nha. Anh thị, lấy mấy cái viên cầu tre cho con với Nguyên nha. Được. Mình làm gì chắc chứ ăn không được. Chắc thêm không? Cái gì nào nãy hả? Ủa, đúng rồi. Hả? Dạ. Đó. Đúng chưa đã? Đúng rồi, mới bỏ vô khai này, xíu đi. Xíu đi, thì nói nữa. Ăn rồi xuống dưới rồi cho nó chết. Bớt rồi đây, bớt rồi, bớt rồi, bớt rồi, bớt rồi. Ừ, tại nó có 4 cái nè, nó khó. Nó lắm luôn rồi. Thôi quá hơi vừa ăn. Đây là lẩu tôm mà có hải sản nữa nha. Muốn rồi nè. Đây là sau này là bún chùm ngay. Cái này cũng chưa đi. Rồi. Bún nó cũng còn hơi giòn giòn mà. Thì lúc cái mẹ mềm chút nữa cũng được á. Ăn như sữa hoa, nghe sợ nó nát rồi. Nè cái gì không nè. Nhìn trái đẹp không? Cái gì bự á, cái gì nhỏ là nó chê luôn cái viên nhỏ này bỏ vô, người lớn hơn cái viên nhỏ này. Sao viên nữa, đem cái viên qua. Bỏ vô nữa không? Con ăn đi. Bỏ thêm mấy đi. Ừ. Bỏ nó bị bỏ vô. Có bỏ. Có phần lọt không? Bỏ thêm cái này. Cho thêm vào thì cho thịt bò mềm mà. Ừ, bỏ vô.
thêm thịt bò đi. Sao mẹ sắc hơi dày ạ? Cái này mẹ để làm bít tết nè. Nhưng mà bây giờ ăn luôn. Làm luôn. Mà mình còn này. Con biết tháng này đó. Đây nhân vật chính hay ăn uống làm sao rồi? Được không? Đây là cái món lẩu này là nhân vật chính yêu cầu á. Như là đã chậm bữa ăn giỗ thì giờ cố mới nghiêm chỉnh như thế là rất là tốt. Nhau đi không? Nhớ nhà chịu nổi luôn. Giật tay nguyên một năm dịch thấy bà thì tự nhiên đi bị bầu bực mình cái trời tiền thì được đâu chung chung lại thành người ta Trời ơi em ơi, chị cũng đi chích corona về, chị cũng mệt nè. Xong chị phải cúng cúng đất đai, chị cúng nhà Tết cũng xong nhưng mà chỉ là nhưng mà cái ngày được thì đúng cái ngày họp phải là được ngày đó. Rồi chị cúng luôn, cái điểm 9 giờ chị mới tới. Còn vậy chị cũng kêu điện thoại cho ông tác sớm nha chị, không có báo cáo là thì không có làm được đâu. Đừng có phân công người làm kiểm phiếu trực tiếp gì đó, bị bệnh về nhà rồi chị không có đi về đâu mà làm kiểm phiếu. Chứ không có đến lúc ông kêu bảo thì đâu vào thì đâu, dép thì luôn chứ chị. Rồi học em ra lộ lộ á. Chị bảo ừ, sáng sớm chị gọi. Làm về phim rồi bà ơi, mà nói linh tinh nó dữ quá trời. Bữa nào cũng... Bữa nào nghỉ phút. Đây mực cơm từ đó có ra thằng tên thằng Sang tụi đặt nhỏ này tên từ ủa cái gì đây cái gì trắng trắng ở trong đây vậy trứng hả trứng mực hả thằng trai ông già đặt tên thằng Sang trời ơi trứng mực đẻ nhỏ này Sang từ bé không trứng mực Sang từ Sang từ chắc đẻ một trứng vậy trứng chắc đẻ đưa nó đặt một trứng một trứng mà mình ăn mắc lắm á ăn ngộ độc rồi bởi nãy biết vậy bỏ cái mực cái trứng nó cho mấy con cá nó ăn mình đâu dám ăn đâu. Nãy nó còn sống phải cho nó ăn được rồi. Một trứng mua là mất tiền. Rồi bây giờ sẽ cho bạn thổi đèn cày nha. Sẽ thắp đèn cày cho thổi nha. Mọi người vẫn còn ăn ở trong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday you nè. Ủa là có một sáng phòng vậy. Ủa như cái sáng phòng này nó bị trẻ chỉ rồi đúng không à? Cái này hả, nó hơi bị hư hư. Nè. Dạ. Chạy lên chỗ đủ ba cái hai con này xì đi. Hay bây giờ khỏi đàn cày đi. Tôn chắc lửa chín tới các cái này người ta không phải đâu. Không phải tôn, một lâu. Thở nha mà. Tôn đi ta ăn chê mẹ đi. Thở nha. Cần thở nha. Thở đi. Có chụp lâu chụp lại cho ba đi vô ba dọn nè. Nè thở đi, thở đàn cày đi. Chụp ba không? Có. Cậu ở nè đâu rồi. Trời sao khó trắng vậy. Bắt không. Còn cắt bánh kem nha. Đi đúng rồi. Ông ngoại chụp cho bé Mai vào đi. Không, nữ không quay đi. Ừ, vô đi. Vô đi nữ, 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 2, 4, 5, nữ. Nè, kẹp cái tay kẹp lên nè. Con cứ lộn xộn đây nè. Thằng này nè nè. Ừ, thằng này tự nhiên đóng hơi vào đây. Thôi đi. Thôi, vô đi cắt bánh kem đi con. Giao đâu cái bánh kem đi. Thằng này cũng đâm hơi luôn nè. Hồi nãy thổi lên đến rồi giờ lấy này ra đi cái bánh kem đi. Thằng đó bữa nay lần đầu tiên mới lên đường Cha Long á, giờ rồi đó giờ có lên đó đâu thì như giờ luôn. Nó không biết làm đi không đủ em được cái này thôi. Chụp đi chụp đi. Thì thằng uống cắt nha. Cắt đi. Mỗi thằng này to như là con nhau vậy thôi. Tình bộ bé đâu mà gớm. Lấy nhau vô rồi đó. Hồi nhớ đi cắt luôn. Kẻ nó cắt lá nào. Ừ, nhớ đi Cần Thơ không? Ông bé tí bằng cái cầm tay. Sau đây là tới phần quà của ba mẹ. Nói nhỏ gì nữa không biết nữa. Người xì đây. Nó làm gì có bị chậm này. Cái ghế này bữa nay hết gì rút vô đi hả? Chưa dám mở ghế này. Đây. Cảm ơn mình đi. Kê vô na. Đây, na. Na nè. Cái gì đó. Đó. Chị Hai hôm nay được ông ngoại với ba mẹ thì xì sớm luôn nha. Hai con xui chưa? Nè đâu? Rồi. Cái này ha, cái này bằng đường á chứ không phải ấy đâu. Thôi phải bỏ đi, đâu. Ăn đừng có ăn đường nhiều. Đường đúng không? Đường kem, đường cái kem. Sô-cô-la. Nè na. Sô-cô-la hả? Cho na một con Doraemon nè. Sô-cô-la trắng đó. Nè, ở đây cũng có nè. Mà có ăn bánh không? Cái này chắc bằng đường hay bằng nhựa ta? Này nữa, này bằng nhựa. Cái này bằng nhựa. Cái này bằng nhựa. Cái này bằng gì? Cái này bằng gì? Cái này bằng gì? Cái này bằng gì? Cái này hả? Cái này bằng sô cô la. Ủa, sô cô la hả? Cái này sô cô la nè. Đây mà có một viên nè. Thôi hôm nay thằng Nhân phải sô cô la đâu, phải không đó? Chừng cái đồ chơi á. Phải sô cô la không trời? Cắn rồi. Cái đồ chơi. Trời ơi, cái bánh người ta đáng lẽ phải làm mấy cái này bằng sô-cô-la mà nó làm bằng cái viên gì á. Cắm tiếp. Hoàn toàn là bằng sô-cô-la hết mới được. Rồi, được rồi. Cái này kem nè. Đây, kem cái này là kem nè. Đây nè, xem kem nè. Cho con Tini đổi nến đi. Bè con nến cho nó miếng nè. Ừ. Bà ngoại, ăn bánh vậy không? Lấy dĩa ăn. Ngán rồi hả? Lấy sẽ cắt miếng này. Ăn trái cây không? Ăn táo? Thuốc. Giờ no rồi hả? Đi xuống. Đi xuống đi. Đi xuống. Lại một lại một mùa sinh nhật nữa trôi qua và tình hình dịch vẫn chưa có tí gì là khả quan. Đi xuống. Hôm nay lại không có mời mọi người lại về được nữa. Từ giờ tới Tết nữa, cho nó giảm bớt đi cho nó. Giờ tới Tết không biết là có gì chưa mọi người khỏi ăn Tết được tập hợp lại mọi người hay không. Chỉ có hai nhà thôi. Đi nước. Làm mà theo kia nó đi xuống nó dễ đi vậy mà. Ủa sao đụng này mà nó rớt cái chữ luôn vậy? Ai đụng rồi? Này có biết đâu con ăn. Thôi cái đó đâu ăn được, cái đó nhiều. Không cho nè. Cái cây này hồi đó bị rớt mất cái ngôi sao ở trên á. Chỗ đã. Thằng nhớ nó mình có cái ngôi sao ở trên á. Bị rớt thì cái ngôi sao. Sao ngôi sao thôi lấy cho gắn lên. Rớt đi đâu mất rồi. Tí nữa. Đó, mỗi lần quay tới nó là nó cái nó làm như hiền dữ lắm à. Cái vậy đi mà.
bình thường nó quậy như điên vậy. Nó quậy lắm cả nhà ơi. Nó quậy tưng bừng ra hàng. Lấy dĩa đem về cho mấy cắt hơn nữa đi hai ơi. Thôi. Nó tin gì mà nó mang anh rồi đệ được. Chầu hẩu. Nó là con chầu hẩu này mà con. Ai ăn gì nó cũng chầu hẩu, nó ngồi nó nhìn nó chưa. Xin hết trơn á. Nó xin ăn. Nhà lấy ấy cắt nửa cái đi. Nè nè, nó xin ăn giỏi lắm này cả nhà ơi. Con này là gọi là con chầu hẩu nè. Xin ăn giỏi lắm nè. Quẹt vào miệng cho nó. Quẹt nào không? Rồi, nó liếm vào tay á. Ai ăn cái gì á? Cùng này đã ăn cơm chưa? Hả? Cuối cùng nó chưa ăn cơm. Chưa. Mỗi đâu nó ăn không, không, để nó ăn được. Nó liếm ngay, cho nó liếm ngay. Cho nó liếm từ từ, cho nó liếm từ từ. Cái này kia. Cái ăn liền chứ gì đâu mà. Trời, hôm nay cho nó bán thêm trừ cơm. Đắp luôn, biết luôn. Đắp lửa đó kìa. Cho em liếm nữa chứ con. Liếm lại vào bãi đó kìa. Nó còn thèm lắm. Trời, cái ai cũng bán lý tròn tròn nữa. Cái này lý. Con chưa? Happy birthday to you. Hát sinh nhật xong mới được bánh kem nữa chưa hát rồi ai cho ăn? Còn liếc tiếp kìa. Trời ơi. Bậy bạ. Nó ăn hả? Ăn quá trời. Sinh nhật của chị. Lưỡi nó trắng quá. Chị Juni mà hát hết về chị Juni. Thì Tini phải hát Happy Birthday mới chưa được ăn bánh kem chứ. Rồi nó trốn rồi. Đi theo. Trình trình rất trình trình. Ok. Đâu rồi đây. Hả? Cái bánh kem sau khi đã bị bóc kem và bị cắt ra. Tini đâu? Đây. Lâu lắm rồi nhà mình cũng không có ăn bánh kem nữa nha. Giờ nó kiếm ăn kìa. Tini đã được một bữa rồi. Ủa mà sao mà nè có bánh mà. Mà ngoài ăn ngoài bánh đi. Rồi xong, ăn nhiều bánh kìa, thấy ngon nhỉ. Đây nè. Trời ơi, nó ăn rồi mai nó xin kìa. Tini thế luôn kìa. Trời lại xin ăn. Tini, nãy giờ nó ăn nhiều lắm rồi đi nha. Ăn cục kem to cả bán. Ăn hết đi. Thôi ăn nhiều quá được đâu nha. Trời ơi, đi theo liếm tay bà ngoại nè. Ăn ngọt quá nhiều quá được đâu nha. Trời ơi, chạy xin ăn kìa. Trời ơi, nó xin ăn. Nó bảo là con chó mà. Xin ăn kinh á. Ngồi chồng hổ rồi đấy. Nước trồng đâu mà. Ngồi chồng hổ rồi đấy. Chú đúng rồi. Đó, nó chồng lên nó xin luôn nè. Gì? Cùng cái nè, tên đây. Ủa, thế mày ăn tàu ngáo luôn à. Cho nó ăn cho no luôn. Đâu, ủa, nó ghiền lắm. Ủa, nó ghiền chứ. Sầu riêng. Mê ăn vặt, Tini mê ăn vặt. Ôi mẹ ông đây. Nó ghiền sầu riêng trời ơi. Sầu riêng mà còn cái hộp nó quý lắm. Không. Hàng này nữa The Rain mà. Rồi thôi. Sinh nhật đến đây là đã xong. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video sắp tới của mình nha. Bye bye. Bye bye yếu xìu. Bye bye hàng hái. Trời ơi yếu xìu. Hình như thế này mặc vào đúng rồi.